Hello anh em, chào anh em trở lại với cái kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi Ewin anh em. Đây con game đổi thưởng rất hot hiện nay, con game tài xỉu đổi thưởng thì mình thấy là rất nhiều người chơi đấy. Thử xem thế nào, hy vọng hôm nay mình sẽ lộc lá nha. Chứ đừng có lỗ là được anh em, lỗ là toang lắm. Mình có cách đánh nó là mình vừa đánh mini game vừa đánh tài xỉu ấy. Mình nghĩ cách đánh này nó sẽ dễ win hơn anh em. Đó là theo quan niệm của mình thôi nha. Mỗi người đều có cách đánh riêng, mình thấy cách đánh này dễ lại hơn thì mình nói như vậy thôi. Còn tùy thuộc vào hên xui may mắn này em nữa. Nhưng mà đổi lại cái mình thấy mình hay áp dụng cách đánh này thì mình thấy ok, mình sẽ chơi rồi đây này. Vừa lãi cả hai cái luôn anh em này. Hên chưa? Hên chứ. Mình nói cách đánh này khá là hiệu nghiệm anh em. Mục tiêu mình hôm nay 8 mê, mình chỉ cần lên 20 mê là được anh em ạ. Nhưng mà được hay không đó là một chuyện anh em ơi. Mình đương nhiên là hy vọng là mình sẽ là người lộc lã rồi. Chứ đánh ai muốn lộ bao giờ đâu anh em, đúng không? Đừng nói anh em đánh game này em muốn lộ. Muốn lộ đánh em nói láo đấy. Đánh ai muốn lại thôi à? Vì sao? Vậy lại thì vui thôi anh em. Chứ lột cái thì đố anh em mà vui được đấy. Nên đánh cái gì các bạn đánh cẩn thận thôi nha. Đừng có đánh vội vàng quá anh em. Đánh vội vàng quá là toang đấy. Mình thì mình luôn đánh từ 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 và lên thôi. Lên thì ngon thôi anh em, nhưng không lên thì chắc chắn phải chịu thôi anh em ạ. Đây ngon này. Ôi dồi ôi. Lâu lâu đánh to cái ăn to luôn anh em ạ. Hên nha. Ôi dồi 5 ra 5 kìa. Đừng nói ba ra ba át ra át vãi đạn kìa. Chuồn đi. Uầy, chuồn đi. Đây rồi. Cuối cùng nó về chuồn anh em ạ. Kìa, lúc này giờ nó toàn về tài về nhờ. Xong về xỉu đi. Về xỉu là mình trúng mà anh em. Nhưng mà về tài là mình đéo trúng anh em ạ. Lạ như vậy chứ. Cho nên là mình đương nhiên là mong về nó về xỉu rồi. Bởi vì xỉu là mình trúng mà anh em. Ôi dồi ôi. Lỗ rồi anh em ạ. À. Lỗ nặng rồi đấy. Bắt đầu thấy lỗ rồi đấy anh em ơi. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi anh em ơi. Đừng 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 nha, đừng nha, giỡn như vậy không vui đâu nha. Đây rồi. Tôi tài ván này đi. Đừng nói mình đặt tài nó ra đây xỉu đàn thì thôi luôn anh em ạ. Đúng thật anh em ạ. Mình đánh tài nó ra xỉu, mình đánh xỉu nó ra tài. Đúng thật là đó, cho nên là mình mới đánh hai con game một lúc ấy, bởi vì là nó cân bằng kiểu như là nó thấy mình bên này thua nó cho bên này thắng ấy, kiểu như vậy anh em. Thì lúc đấy mình sẽ dễ thắng hơn ấy, kiểu như vậy thôi. Đó là mình nghĩ thôi nha. Còn thì đánh như nào thì không biết được. Hên xui cả mà anh em. Lúc này giờ thật sự mà nói chưa lần nào mình lên nỗi đó là 2 mê luôn anh em ạ. Cao nhất là 18 mê ấy. Mà thôi cứ dần 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 lên thôi anh em nha. Chả việc gì phải vội cả. Phải vội vàng mình cũng chả thắng nó. Và mình đánh phải từ 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 từ. Và lên dần 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 anh em ạ. Chứ có bao giờ mà vội vàng mà mình thắng nó đâu. Bây giờ mình sẽ đặt tài xỉu thôi nha. Cứ đánh từ 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 đã thôi. Hên thì mình sẽ win thôi nha. Còn xui thì phải chịu thôi anh em. Trúng nào anh em ơi. Hy vọng trúng rồi anh em ạ. Hy vọng trúng ván này trúng nữa này. Hy vọng ván này trúng nữa anh em. Hy vọng ván này trúng nữa nha. Trúng thì ngon thôi anh em, nhưng mà không trúng thì phải chịu thôi. Hy vọng trúng thôi anh em ơi. Mở ra nào, mở ra nào. Đây đặt xỉu tiếp đi. Từ 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 và lên thôi anh em. Chả việc gì phải vội cả. Đây rồi. Mà được 163 ngàn anh em ạ. Nó bị kiểu như nó bị cân kèo ấy. Thành ra mình bị trả về. Không pha đó mình đã lên được số tiền mình mong muốn rồi. Đúng không? Mình sẽ đặt chỗ 1 đi. Bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ cần trúng một ván này mình sẽ nghỉ luôn anh em.
Vỡ nào? Đúng rồi anh em nha. Đúng rồi anh em. Bây giờ thì mình đã lọc lá lên 20, đúng rồi số tiền mong muốn mình ban đầu đấy. Thành ra mình sẽ không tham này anh em. Tham là tí nó còn một cái nịt nha anh em. Thôi thì video đây mình xin thúc nha. Anh em đừng quên để lại cho mình like và đăng ký anh em. Thì video đây mình kết thúc tại đây rồi. Thì nói chung là hôm nay mình lọc lá ấy, thì anh em cứ comment phía dưới thì mình sẽ gọi là tặng lọc anh em nha. Thôi video đây mình xin thúc nha anh em. Bye bye anh em.